Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang với những tin tức diễn ra trên địa bàn các huyện thành phố. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Thái Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang đã tổ chức phiên họp tháng 1 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Phiên họp đã nghe Ủy ban nhân dân thành phố và các phòng ban báo cáo về kết quả thực hiện các kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy và kết luận của Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 1. Dự thảo quy chế tiếp công dân, chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2015. Dự thảo báo cáo đề dẫn lấy ý kiến nhân dân về mở rộng địa giới hành chính thành phố, dự thảo chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố về cấm thả rông chó ra đường và cấm dựng rạp đám cưới, ăn hỏi trên lòng đường ở các phường nội thành. Các phòng ban cũng thông qua kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hỗ trợ gạo cho các gia đình khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán và kế hoạch tổ chức Tết trồng cây Xuân Ất Mùi năm 2015. Các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố và đại biểu dự họp đã thảo luận đánh giá rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng và đưa ra các đề xuất, giải pháp để khắc phục những tồn tại, thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Kết luận phiên họp và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang Trần Thái Sơn nhấn mạnh, các phòng ban, các xã, phường cần triển khai kịp thời các nhiệm vụ theo lĩnh vực địa bàn được phân công, đảm bảo theo đúng tiến độ các kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố. Đồng thời, chuẩn bị tốt điều kiện để triển khai các hoạt động vui xuân đón Tết Nguyên đán, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và tạo được không khí vui tươi lành mạnh trên địa bàn các khu dân cư. Vừa qua, đồng chí Trần Văn Hòa, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang đã đi kiểm tra công tác dồn điền và chỉnh trang đồng ruộng để tổ chức lại sản xuất tại thôn Minh Tâm, xã Quang Minh. Cùng đi có lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Huyện ủy. Công tác dồn điền đổi thửa sẽ tạo điều kiện cho sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, khắc phục tình trạng hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa đồng bộ như ruộng đất quá manh mún, hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng chưa đồng bộ xuống cấp. Đẩy mạnh việc đưa cơ giới hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, đồng thời làm tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Đối với xã Quang Minh, được thực hiện dồn điền đổi thửa và chỉnh trang đồng ruộng, tổ chức lại sản xuất tại cánh đồng Nà Tròn, thôn Minh Tâm với 4,67 ha của 39 hộ có diện tích đất đang canh tác với 74 thửa nhỏ được dồn thành 11 thửa lớn, có 382 mét đường và 411 mét kênh mương nội đồng được nâng cấp mở rộng. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, việc triển khai san lấp đền đường và kênh mương tại thôn Minh Tâm, xã Quang Minh được thực hiện đúng với quy trình kỹ thuật, đảm bảo cho việc gieo cấy của nhân dân. Bí thư Huyện ủy Bắc Quang Trần Văn Hòa yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tiếp tục tổ chức tuyên truyền về công tác dồn điền, chỉnh trang đồng ruộng đến nhân dân để nhân dân hiểu về ưu điểm trong việc dồn điền để tổ chức lại sản xuất. Cấp ủy chính quyền và thôn tổ chức họp dân là khâu quan trọng trong triển khai thực hiện và đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật theo sản xuất tập trung, đáp ứng với năm cùng trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó sẽ làm tăng năng suất trên một đơn vị diện tích đất canh tác, bớt chi phí, giảm sức lao động, chất lượng được nâng lên. Ban tuyên giáo Huyện ủy Quản Bạ vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp huyện quý 1 năm 2015. Tại hội nghị, các báo cáo viên cấp huyện đã được nghiên cứu thông qua 4 chuyên đề. Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Thông báo về tình hình các loại tội phạm năm 2014, kết quả tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh, huyện trong thời gian qua. Dự báo diễn biến các loại tội phạm và những giải pháp chủ yếu phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt vào trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Báo cáo kết quả thu thuế, phí, lệ phí trên địa bàn huyện Quản Bạ năm 2014, những mục tiêu giải pháp nhằm tận thu thuế, phí, lệ phí cho ngân sách nhà nước của huyện năm 2015. Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, đồng thời định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới. Thường trực Huyện ủy Mèo Vạc vừa tổ chức hội nghị giao ban với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị. Theo báo cáo, trong quý tư, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Mèo Vạc đã tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng thời có nhiều đổi mới trong nội dung và phương thức tuyên truyền, có nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng và cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức,
tư tưởng của đoàn viên, hội viên trong việc tham gia thực hiện các phong trào của huyện và cơ sở. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể còn tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng và kiến nghị của nhân dân để kịp thời giải thích hoặc đề xuất cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể còn phối hợp với các ban ngành tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tổ chức vay vốn, mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, hội viên theo chức năng nhiệm vụ của từng đoàn thể. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mèo Vạc giao cho Mặt trận Tổ quốc huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, triển khai thực hiện tốt các mô hình không sinh con thứ ba, mô hình nhà sạch vườn đẹp, các mô hình phát triển kinh tế, mở các lớp dạy nghề cho phụ nữ. Đồng thời quan tâm dành nhiều công sức trí tuệ cho các nhiệm vụ được phân công, hướng dẫn cơ sở tích cực trách nhiệm trong hoạt động tuyên truyền, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội, phối hợp tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm của ngành, của đất nước. Hội người cao tuổi huyện Quang Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Phát huy tinh thần tuổi cao chí càng cao, hội người cao tuổi huyện Quang Bình luôn gương mẫu trong phong trào học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ. Hiện tại, hội người cao tuổi huyện có 5.464 hội viên tham gia sinh hoạt ở 134 chi hội và 168 tổ hội ở các thôn bản của 15 xã thị trấn. Trong thời gian qua, các hội viên hội người cao tuổi đều tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa văn nghệ. Bên cạnh đó, hội người cao tuổi huyện phát huy, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong hội, thực hiện phương châm người cao tuổi sống vui, sống khỏe, hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội, lấy tiêu chuẩn ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, hội người cao tuổi huyện Quang Bình sẽ tiếp tục xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, tích cực tuyên truyền, vận động con cháu chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia tích cực vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở các chi hội. Phát triển hơn nữa phong trào thi đua, tuổi cao gương sáng, tiếp tục thực hiện tốt việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chi cục thuế huyện Đồng Văn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2014, triển khai nhiệm vụ và các giải pháp công tác thu thuế năm 2015. Sự hội nghị có lãnh đạo Cục Thuế Hà Giang, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện cùng các phòng ban có liên quan, các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ kê khai tiêu biểu. Năm 2014, kết quả thu ngân sách trên địa bàn huyện Đồng Văn đạt và vượt chỉ tiêu của tỉnh và huyện giao. Số thu về thuế và phí của toàn chi cục được 33 tỷ 376 triệu đồng, đạt 139% so với dự toán tỉnh giao, đạt 134% dự toán Hội đồng Nhân dân huyện giao. Hoàn thành chỉ tiêu thu phấn đấu do Cục Thuế tỉnh phát động, tăng 42% so với năm 2013. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Đồng Văn, Cục Thuế tỉnh Hà Giang đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực cố gắng và những thành tích đạt được của Chi cục thuế huyện Đồng Văn trong năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, nhiệm vụ công tác thuế năm 2015 là rất nặng nề, nhưng tin tưởng rằng với sự đoàn kết, thống nhất, tập trung sáng tạo của tập thể cán bộ công chức Chi cục thuế huyện Đồng Văn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp trên giao cho, góp phần cùng các ngành các cấp hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Văn lần thứ 20 và kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành thuế Việt Nam. Nhân dịp này, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Đồng Văn Hoàng Xuân Thủy đã được nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước trao tặng. Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác thuế năm 2014 cũng được tỉnh và huyện Đồng Văn khen thưởng. Nhằm tổng kết hoạt động công đoàn năm 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm 2015, Liên đoàn Lao động huyện Vị Xuyên đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 6, khóa 8. Năm 2014, các cấp công đoàn trong huyện luôn bám sát nội dung, chương trình và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội công đoàn các cấp đã đề ra. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các công đoàn cơ sở, vận động đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đổi mới phong cách, lề lối làm việc và nâng cao chất lượng công vụ trong các cơ quan đảng, chính quyền và các đoàn thể. Các cấp công đoàn đã xây dựng quỹ mái ấm công đoàn để giúp các gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn làm nhà mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong kết quả hoạt động, đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 như phấn đấu bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, kết nạp mới từ 50 đảng viên trở lên, tăng cường các hoạt động xã hội của công đoàn, xây dựng và sử dụng có hiệu quả quỹ giúp nhau phát triển kinh tế, mái ấm công đoàn, tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo giỏi,
dạy tốt, học tốt và các hoạt động thể thao hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Ủy ban nhân dân xã Thèn Vàng, huyện Xín Mần vừa tổ chức lễ khai trương gian hàng bán nông sản đặc thù xã Thèn Vàng. Khai trương gian hàng bán nông sản đặc thù của xã là nỗ lực của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và của cả nhân dân xã Thèn Vàng, tạo bước ngoặt lớn cho sản xuất hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm nông sản cho bà con nhân dân. Các sản phẩm được bày bán tại gian hàng gồm gạo già rui đặc sản, rượu tam sắc mạch, rượu ngô hạt, đậu tương, lạc. Đặc biệt là sản phẩm trang phục dân tộc Mông truyền thống. Đây đều là những sản phẩm do bà con nhân dân làm ra. Việc khai trương địa điểm chuyên thu mua và bán sản phẩm cho bà con nhân dân trong toàn xã đã giải quyết được khâu tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Không những thế, đây còn là địa chỉ đáng tin cậy cho bà con nhân dân bảo vệ được sản phẩm do chính mình làm ra, là đầu mối tiêu thụ sản phẩm, khẳng định được vị thế của các sản phẩm nông sản của huyện Xín Mần. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Xín Mần đã đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy chính quyền xã Thèn Vàng trong việc tổ chức gian hàng, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, mỗi thôn đều phải có một sản phẩm đặc thù của thôn để nhằm giới thiệu cũng như trưng bày và bán tại gian hàng. Với việc khai trương gian hàng nông sản đặc thù này sẽ càng thúc đẩy sự phát triển của sản phẩm hàng hóa của địa phương cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng thu nhập, tạo việc làm, từng bước xóa đói giảm nghèo cho bà con. Trung tâm dạy nghề thành phố Hà Giang vừa tổ chức bế giảng lớp trồng và nhân giống nấm tại thôn Tân Tiến, xã Phương Độ. Với phương châm cầm tay chỉ việc, sau hơn 2 tháng tham gia lớp học, các học viên của lớp trồng và nhân giống nấm đã biết áp dụng đúng khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất. Trồng và nhân giống nấm phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, cũng như mô tả được sơ đồ quy trình công nghệ, các bước tiến hành nhân giống cấp 1, cấp 2, cấp 3. Mô tả được cách chuẩn bị lán trại, làm giá thể, cây giống, nuôi sợi, sơ chế và bảo quản nấm rơm, nấm sò, nấm mộc nhĩ. Đồng thời có kỹ năng lựa chọn vật tư, nguyên liệu giống và nuôi trồng nấm, theo dõi điều khiển sự phát triển sợi nấm, chăm sóc thu hái và sơ chế, bảo quản các loại nấm đúng kỹ thuật và kịp thời phát hiện các bệnh trên nấm. Kết thúc khóa học, Trung tâm dạy nghề thành phố Hà Giang đã cấp chứng nhận học nghề trồng và nhân giống nấm cho 35 học viên của thôn Tân Tiến, xã Phương Độ, trong đó có 3 học viên đạt loại giỏi, 32 học viên đạt loại khá. Để chuẩn bị đón nhận xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào quý 1 năm 2015, vừa qua, bà con nhân dân của 3 thôn Cốc Mạ, Nà Xài, Thống Nhất, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ đã phát động tham gia quét dọn đường làng ngõ xóm, tu sửa đường giao thông liên thôn. Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, xã Đông Hà đến nay đã hoàn thành 18 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Trong năm qua, cấp ủy chính quyền xã luôn tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung như phát động phong trào thi đua, phong trào nhà sạch vườn đẹp, làm đường giao thông nông thôn, tổ chức lại sản xuất, đổi mới nâng cao chất lượng họp thôn, sắp xếp tập trung nguồn lực đầu tư để xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Với tổng nguồn vốn thực hiện chương trình là trên 3 tỷ 318 triệu đồng, đã giải ngân đạt 100%. Tính đến thời điểm hiện nay, đã huy động nhân dân đóng góp được gần 107 triệu đồng, 9.370 ngày công lao động, nhân dân hiến 9.485 m2 đất, làm mới được 7.591 m đường bê tông liên thôn nội đồng. Với kết quả về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh mà xã đã đạt được trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Đông Hà, huyện Quản Bạ đã quán triệt và thực hiện các chỉ thị nghị quyết của cấp trên, phát huy nội lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo điều kiện vững chắc để đón nhận xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào thời gian tới đây. Ngày 23 tháng 1, huyện Yên Minh đã tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ quần vợt Yên Minh gồm gần 30 thành viên là những người yêu thích môn thể thao quần vợt đang công tác trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thị trấn Yên Minh. Quy chế hoạt động của câu lạc bộ sẽ tổ chức luyện tập thường xuyên vào các ngày trong tuần, hội viên được tham gia giao hữu hoặc thi đấu các giải do địa phương, các đơn vị tổ chức. Cùng với nhiều câu lạc bộ thể thao như cầu lông, bóng bàn hoạt động hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ và quần chúng nhân dân tham gia, thì câu lạc bộ quần vợt huyện Yên Minh được thành lập là một trong những động lực để góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao nói chung, môn quần vợt nói riêng trên địa bàn huyện Yên Minh. Câu lạc bộ quần vợt không chỉ tạo thêm một sân chơi lành mạnh giúp các thành viên rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần đẩy mạnh việc thực hiện phong trào toàn dân tham gia rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Câu lạc bộ được thành lập với mong muốn ngày càng thu hút được sự quan tâm và tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, hứa hẹn trở thành một môn thể thao mới được yêu thích và tổ chức trở thành một giải thể thao truyền thống trên địa bàn huyện. Ngay sau lễ ra mắt đã diễn ra các trận thi đấu giao hữu giữa câu lạc bộ quần vợt huyện Yên Minh với câu lạc bộ quần vợt Hà Giang và câu lạc bộ quần vợt huyện Quản Bạ.
Quý vị và các bạn thân mến, bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.